Misa xin hướng dẫn anh chị cách xác định loại hình và phương pháp tính giá thành Misa. Tính giá thành trên Misa là việc tổng hợp các chi phí nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao và các chi phí khác để tính giá thành phẩm cho sản phẩm tự sản xuất ra, hoặc cũng có thể là giá vốn dịch vụ, công trình mà đơn vị cung cấp. Để tính giá thành, anh chị cần xác định được doanh nghiệp mình tính theo loại hình và phương pháp nào trên Misa để lựa chọn tính giá thành đúng phương pháp. Đầu tiên, anh chị xác định loại hình tính giá thành bao gồm hai loại. 1. Nếu có theo dõi số lượng thành phẩm nhập kho như số lượng sản xuất được là bao nhiêu, đơn giá nhập kho thành phẩm là bao nhiêu, thì anh chị tính giá thành theo loại hình sản xuất. 2. Nếu không theo dõi số lượng thành phẩm nhập kho, chỉ tập hợp chi phí để tính giá vốn cho một khoản phát sinh, thì tính theo loại hình công trình, đơn đặt hàng, hợp đồng. Đối với loại hình sản xuất, anh chị cần xác định tính giá thành theo phương pháp giản đơn hay hệ số tỷ lệ. Với phương pháp giản đơn, thường áp dụng cho quy trình sản xuất đơn giản, liên tục và khép kín khi kết thúc quy trình tạo ra một hoặc nhiều sản phẩm. Đặc biệt, anh chị có thể xác định và tập hợp được chi phí nguyên vật liệu chính hoặc nhân công bỏ ra để sản xuất trực tiếp cho từng thành phẩm một. Ví dụ, kế toán xác định được số lượng nguyên vật liệu 1 sản xuất cho bao nhiêu thành phẩm 1, số lượng nguyên vật liệu 2 sản xuất cho bao nhiêu thành phẩm 2. Còn với phương pháp hệ số tỷ lệ, thường áp dụng cho quy trình sản xuất, sử dụng cùng một loại nguyên vật liệu chính để tạo ra nhiều sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm khác nhau. Anh chị không xác định được là xuất kho cụ thể nguyên liệu hoặc nhân công sử dụng riêng cho sản phẩm nào và bao nhiêu. Chi phí sẽ được tập hợp cho một đơn vị sản xuất lớn như phân xưởng, nhóm hàng. Sau đó mới phân bổ chi phí cho từng thành phẩm nằm trong phân xưởng, nhóm hàng đó theo hệ số hoặc tỷ lệ để tính ra đơn giá thành phẩm. Ví dụ, trong phân xưởng sản xuất như giày dép, quần áo, anh chị dùng cùng nguyên vật liệu là vải, chỉ nhưng cho ra nhiều sản phẩm với mẫu mã và chủng loại khác nhau. Khi xuất nguyên liệu để sản xuất thì anh chị chỉ xác định được là xuất cho toàn bộ phân xưởng này, mà không xác định được cụ thể là nguyên liệu xuất ra để sản xuất cho từng thành phẩm trong phân xưởng là bao nhiêu. Theo tình huống này, anh chị chọn phương pháp là hệ số tỷ lệ. Đối với loại hình thứ hai là loại hình theo đơn hàng, hợp đồng, công trình vụ việc. Với đơn đặt hàng và hợp đồng, anh chị dùng loại hình giá thành này khi có sử dụng đơn đặt hàng, hợp đồng bán trên phần mềm. Muốn tập hợp chi phí giá thành nguyên liệu, nhân công, v.v. cho từng đơn đặt hàng, hợp đồng bán để tính giá vốn là bao nhiêu. Lưu ý, với các đơn đặt hàng, hợp đồng, gia công có các mặt hàng phải sản xuất hoặc đem đi gia công, cần theo dõi số lượng, giá trị thành phẩm nhập kho, sau này có xuất bán các thành phẩm để ghi nhận giá vốn thì không tính giá thành theo đơn đặt hàng, hợp đồng mà tính theo sản xuất. Với công trình vụ việc, anh chị dùng loại hình giá thành này để tập hợp chi phí giá vốn cho các công trình, dự án thi công hoặc cũng có thể sử dụng cho các đơn vị thương mại dịch vụ cần theo dõi chi phí, giá vốn của các mảng doanh thu dịch vụ, các sự kiện hoặc dịch vụ gia công mà không theo dõi thành phẩm nhập kho. Như vậy, Misa xin tổng kết lại cách chọn loại hình, phương pháp tính giá thành và thêm luồng hạch toán như sau. Đối với hoạt động sản xuất có theo dõi nhập kho thành phẩm thì anh chị sử dụng phương pháp sản xuất giản đơn hoặc sản xuất hệ số tỷ lệ. Hạch toán từ tài khoản chi phí đến tài khoản 154, đến tài khoản 155 và xuất bán vào tài khoản 632. Còn lại, đối với hoạt động thương mại, dịch vụ, gia công, công trình xây dựng, chỉ theo dõi giá vốn mà không theo dõi thành phẩm nhập kho thì chọn tính giá thành theo đơn hàng, hợp đồng hoặc công trình vụ việc. Anh chị hạch toán từ tài khoản chi phí đến tài khoản 154 và cách chuyển giá vốn sang tài khoản 632. Vừa rồi, Misa đã hướng dẫn anh chị cách xác định loại hình và phương pháp tính giá thành Misa. Chúc anh chị thực hiện thành công!